Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thảo Được Không nhá. Và như trước này đúng như lời hẹn thì lời hứa thì hôm nay em lên thử cho các bác nghe một bản 40. Con này thì là được sở hữu một con chung con chép của dòng 835. Còn con bát này thì là đời bát 4 số thôi nhá, đời cao. Đấy, bát 4 số. Bốn số có 100 thôi nhá. Con kia thì là bát 50. Đấy, bát chung 25 chép kèn. Đấy. Nhưng mà nó lại dùng bát của 938. Côn của 76,2 thôi. Cái con này thì này côn 100, bát 40 nhưng côn 100. Đấy. Thì em đang để cho các nghe cái bản này đã để gần xếp các bác nha. Nhưng mà em đang thử nghiệm xem mà nếu hai con này còn có cần thiết là phải thay đổi gân hay không, bởi vì là thực ra em đang nghe thì mọi thứ nó cũng rất là ổn định nha, rất là hay. Nên là em chưa có ý định thay gân như con này. Đấy, thì phải là cô 100 nó cũng có lực thật. Mày lò xịt thôi nhá. Con này 4 số. Con này là 226. 26S. Cái bàng này em thay thằng bàng của nó rồi nhá. Thay bàng rồi thôi nhá. Bàng zin của nó bị gãy. Đây là bàng thay thôi nhá.